Chào mọi người, chào các anh chị em vọc sĩ nha. Hôm nay mình độ chế cái tấm bảng để mà mình đôi khi mình còn giải thích một cái điều gì đó về đàn hay này kia rồi ghi hợp âm rồi đó thì mình viết lên ha. Thì cái loại bảng này nó xài cái kiểu giống như bằng xài bằng cái cây bút marker ha. Tức là mình viết qua xong rồi mình lấy cái dễ lau bảng đó hoặc là cái miếng form á, mình lau quang cá thì nó mất ha, chứ không phải là cái loại mà dùng bằng cái phấn mà bằng vỏ sò hoặc là thạch cao đồ này kia ha, không phải bằng mấy cái đó. Cho nên nó cũng giảm đi cái phần độc hại. Thì cái tấm bảng này mình tức có một cái là mình nó nhỏ xíu như gì thôi ha. Cái tấm này đó thì chiều ngang của nó đó là 1 mét, còn chiều cao của nó là khoảng chừng 7 tấc ha. À, khoảng 7 tấc thì tính ra đó mình cái tấm nhỏ như vậy thôi đó, thì lúc mà mình đi ra tiệm mình coi đó, tiệm mà nó chuyên bán về mấy cái đồ vật dụng văn phòng đồ này kia đó, thì cái tấm như vậy nó bán, tấm mà nhỏ nhất gì mà nó bán chỉ có một loại này thôi ha, nhỏ nhất như vậy thôi thì nó đã bán cái giá nó là 48 đô rồi, chưa tính thế ha, tính thế thì khoảng chừng 50 hoặc là 51 đô lòng vòng cỡ đó. Thì mình thấy nó rất là phi lý ha, tấm bảng nó nhỏ xíu như gì thôi mà nó làm bằng cái tấm carbon đó. Carbon tức là nó bằng bằng giấy ha, bằng giấy nó ép lại đó. Thì rồi nó sơn ở mặt trước vậy thôi chứ có cái gì đâu. Còn cái khung thì nó đóng bằng khung nhôm thì không nói rồi ha. Đó, mà mình thấy nó bán cái giá tính ra là 50 mấy đô như vậy là đối với mình là nó quá mắc ha. Đúng ra là một cái tấm ván mà nó tấm ván mà chiều dài 2,5 m, chiều ngang 1,5 m, 1,5 m hoặc 1,8 m gì đó, thì ở đây tính ra là mấy cái tấm cũng là ván ép đó thì nó bán khoảng chừng 7 đô 9 đô là cùng ha. Mình mua về thêm bình sơn nữa, mình về mình sơn trắng lên là mình có được cái tấm bảng bự bự cũng khoảng giống như là cỡ 56 inch ha. Đó, khoảng mình thích cái tấm bảng bự bự cỡ cái tivi này nè. À, này hình như là 56 hay 65 inch gì đó. Đó, đại khái nó bự cỡ cái màn hình tivi Samsung đó ha, 56 inch. Ý mình muốn là bự bự cỡ đó đó cho nó vừa cái ý mình. Mà tính ra thì mình hỏi sơ sơ như vậy đó thì nó nói ở trong tiệm không có tấm nào mà bự hơn cái tấm loại này ha. Chỉ có một tấm loại đó là nhỏ nhất. Thì một tấm như vậy á, là nếu mà mình muốn đặc biệt đó, tức là special order đó, thì nó sẽ gọi tới cái chỗ nó làm cho mình trong vòng khoảng chừng 2 tuần. Thì mình tới tiệm mình lấy thì giá nó là 400 đô. Mình nghe mình hết hồn. À, trong khi mình nói là mình mua tấm ván mà dài 2,5 m, bề ngang 1,5 m đó thì chỉ có 7 đô ha, lòng vòng khoảng 7 đô 9 đô thôi. Mua thêm bình sơn 5 đô nữa là về là mình tha hồ mình làm rồi. À, mà cuối cùng không phải đơn giản, anh chị em thử nghĩ coi, không không phải đơn giản đâu nha. Tại vì cái tính ra nó sơn lên một cái lớp trắng gì mình không biết là nó phủ bằng cái loại sơn gì ha, không biết có phải sơn nano hay không. Nhưng mà mình cũng thử ba bốn loại sơn rồi sơn lên không được nha. Hoặc là mình đã có sơn cái lớp bóng lên luôn để cho lớp bóng là nó y như kiến gì đó, nó nằm ở trên mặt nó chống nước chống thấm đó. Thì mình viết cái marker lên trên là mình lau không ra luôn ha, nó vẫn còn mờ mờ. Thì cái tấm này lúc trước nó không có phải một cái mặt trắng gì mà nó có mấy cái đường ngang sọc sọc. Dọc dọc ngang nó dán keo thôi, sọc sọc ngang đen để ghi ngày tháng rồi đó, giống như cái ngày thứ mấy trong tuần làm được cái gì gì đó thì nó đã làm sẵn như vậy hết rồi. Thì mình thấy ngứa mắt quá, tại vì mình muốn là một cái tấm trắng gì thôi để mà mình viết những cái gì lên trên đó. Lý do gì mà mình đi coi mình mua thì cuối cùng là về không có vừa ý rồi mình mới tháo cái đèn đen đó ra ha. Tháo đèn đen đó ra thì nó tróc đi cái sơn lên, nó lòi cái giấy lên, thì giấy lên bắt đầu mình mới sơn ba cái lớp sơn lên ha. Đó, sơn lên trong rồi chà với nhám mình hết cỡ ha, mình hết cỡ xong xuôi hết rồi mình xịt một cái lớp phủ keo bóng lên. Mình thử từng lần gì cũng không được luôn, tức là mình dùng cái marker mà cái loại mà đây là mình để trước đây hai loại nè ha. Đó, ở mặt trước đây là hai cái loại marker nè, một cái là permanent ha, một cây đen đen nhỏ đó là permanent, tức là viết là nó dính luôn chùi không ra. Còn một cây bự màu xanh xanh đó là nó cho mình cho phép mình viết xong là chùi cái ra liền ha, easy eraser ha, erase đó. Thì chỉ có như vậy thôi mà nó làm khó làm khổ mình thì mình thấy nó cũng thú vị, cho nên là mình sẵn đây mình cũng chia sẻ luôn là những cái gì lục
mình lục ở trong nhà mình có để mình chơi đó. Thì cuối cùng thì mình làm cũng nói chung là cũng tạm tạm được. Mình thấy nó cũng chua chứ không phải là dễ ha. Nhìn nó đơn giản nhưng mà không phải đơn giản. Ok, cho anh chị em biết. Anh chị em nào mà đã từng độ chế được cái tấm bảng như gì rồi đó thì cho mình biết ý kiến nha. Cho anh biết ý kiến là cái cách ví dụ mình sơn trực tiếp lên thì sơn như thế nào để mà mình viết nó lên để mà nó không dính ha. Ok, để mình viết thử cho anh chị em coi nè. Đây là cây mark loại viết vô để xóa được ha. Thấy chữ ở đây không? Easy erasing ha. Đó, dễ để lau, mình lau chùi ra được. Thì mình có viết cái chữ thử nè ha. Đó, mấy lần luôn mà không được ha. Mình dùng tới 3 4 cái loại wax ha, wax để mình đánh bóng á, đánh bóng như kiểu mà đánh chóa xe hơi đó, đó, nhiều cái lớp phủ gì đó. Để mình đánh bóng cho nó bóng xuống rồi mình viết lên nó trơn nó trượt đi mà rớt cục cũng không được. Ok. Đại khái như vậy mình viết. Không. Đó, đây là cái viết cái mark bự. Để cho phép mình viết xong xóa được ha. Và ở đây là cái viết marker là permanent nè. Đó, permanent là viết xong rồi dính luôn chứ không có cơ hội để xóa. Ok, khá như vậy. Đó thì mình có thử đủ thứ hết rồi nhưng mà cũng chua lắm nha, chứ không phải đơn giản đâu. Thấy một chuyện rất là dễ mà rất cục không dễ ha. Đây, cái khăn thì mình đã nhúng nước rồi mình vắt ráo ha, chùi. Đó, anh chị em thấy không? Cái bên mà mực mà viết là viết dính luôn, không có chùi ra được đó thì mình chùi nó không thèm ra luôn ha. Còn cái này nó ra sơ sơ. Ok. Mặc dù mình biết là có dùng mấy cái hóa chất giống như là chất acetone hay là mấy cái alcohol rồi đó ha, chất cồn á, thì để vô mình chùi nó cũng ra được nhưng mà nó không ra hết, nó vẫn mờ giống như nè. Đây là mình dùng alcohol nè. Ok, cồn nè. Đó, tẩy nhưng mà mình đứng xa xa mình vẫn thấy cái chữ cũ, cho nên bây giờ khi mà viết lên hai ba chữ mà chồng lên mình xóa đó thì bảo đảm nó sẽ đen, cái khu vực này nó sẽ lấp không thấy được. Ok, và cuối cùng thì mình đi tìm ra, mình tháo ở trong cái mặt trước của cái tivi đó ha. Tivi thì mình hư có nhiều cái nó nặng á, sửa không được. Đồ phạt thì mắc tiền quá cho nên là mình mua cái bo mạch của mấy cái bóng đèn á, thì 400-500 đô cũng giống như là mình mua mới thôi. Cuối cùng là mình tháo ra, mình có viết thử lên trên này. Ok, đây là cái tấm mica, tấm nhựa ha. Đó, tấm nhựa nằm ngoài sau, nằm trước cái lót ngoài sau cái tấm kính của cái màn hình. Thì mình có mấy cái tivi hư á, thì mình thấy cái tấm kính nó còn cái mặt rất là đẹp ha, nó đen cái viền á, cái viền đen xung quanh cũng đã lắm, và mình viết thử lên trên cái mặt này cũng không được ha. Và cuối cùng thì mình viết ở lên trên cái kính của một cái khung hình ha, lên trên cái kính của một cái khung hình. Thì cái kính này đó, kính tức là kính trong thôi ha, glass thôi chứ không gì hết á. Thì mình phát hiện ra được là nếu mà mình để ở ngoài sau cái lớp ngoài sau cái kính này nè, mình một là mình sơn trắng ha, sơn trắng ở cái mặt sau và mình viết mặt trước hoặc là mặt nào cũng được. Một là cái đó ha, hai là mình lấy cái khung hình nào đó mình làm luôn. Mình có tháo cái khung hình này ra rồi nè, đó ra mà chưa có làm là bỏ mấy kia hết rồi, cái khung giấy màu trắng đó ha. Nếu mà mình làm thành cái khung giấy màu đen cho nó đẹp đó, nó giống như cái màn hình của tivi đó thì hết sảy ha. Còn mấy cái trắng trắng đó thì mình sơn hết ha, để làm cái nền màu trắng. Thì mình phát hiện ra được là chỉ có trên mặt cái kính ha, kính mà kính glass á, glass là tốt nhất. Mình sẽ dùng cái cây viết mà viết rồi để xóa nè ha. Thử. Không, mình viết lên chữ nó dính vô nó rất là đậm, rất là đẹp ha. Ok, bây giờ mình thử tới cái cây viết viết không xóa được. Đó. Này thì nó cũng gần hết mực hay gì. Rồi, ở đây là trên cái tấm kính ha. Tấm kính glass thường thôi của một cái khung hình. Ok, thì cái khung hình này là mình cũ hồi lâu rồi, mình không có treo, không có xài đó.
mình vẫn để ở đây, thì mình tháo ra mình tính sẽ sơn cái mặt sau ha. Đó, hoặc là mua cái tấm bo về cái mình cắt ra một cái màu trắng hết như vậy nè ha, lòn ra để ngoài sau đó trắng hết luôn là hết sảy ha. Ở đây mình lau cho anh chị em coi nè ha. Đó, bên cái mực này thì còn làm được làm vài lần ha, còn cái mực kia nếu mà mình sử dụng chỉ có một cái loại mực để mà xóa một lần thôi thì hết sảy ha, để một cái là bay hết liền. Thì mình phát hiện ra được là chỉ có trên cái mặt kính này nè là ngon nhất, và mặt sau mình chỉ cần sơn thôi. Thì mấy này nếu mà ra chợ cũ mua á, hoặc là ra xe mua, nhiều khi mình mua chỉ có 3 đô ha, 3 đô một khung hình là cũng có thể bự cỡ vòng vòng cỡ chiều ngang 1 mét, chiều ngang 1 mét rồi chiều cao khoảng chừng 7 tấc. Và đây là cái tấm kính của cái màn hình tivi. Thì mình tháo ra mình thấy cái viền của nó ở ngoài trước rất là đẹp ha, có chữ Samsung rất là đẹp. Nhưng mà trong cái quá trình mình tháo lớp keo ở ngoài sau ra đó thì nó ngã qua cái màu đồng, tại vì nó dán bằng cái keo màu đồng á. Nó dán nó cho nên khi mình lột ra rồi mình phải dùng xăng mình chà. Mình rửa mình lột keo nó ra xong rồi mình dặm sơn sơ sơ đen lên ha. Thì ở đây mình mới phát hiện ra nó có hai cái lớp. Hai lớp này là mình đoán nó là hai cái lớp nhựa ha, hai lớp nhựa dày bóng để mà nó ốp vô trong cái miếng kính này luôn nè. Đó, nó ốp vô để nó giảm lại cái chặn lại cái bức xạ mà từ mấy cái đèn của TV nó rọi vô đó. Nếu mà mình đứng trước cái màn hình thì rất là tai hại ha cho tới mắt. Sức khỏe, cho nên là nó dùng hai cái lớp này nó chặn lại. Thì tạm thời thì mình đã sơn và khô rồi ha, mình đem vô nhà bắt ốc, bốn ốc ở đây treo lên thì nhìn rất là mỏng ha. Đó, mỏng gì thì rất là đẹp rồi. Thì để mình làm video xong thì mình sẽ dùng cái đồ sấy tóc mình sấy cho cái keo chỗ này nó bung ra, mình sẽ lột ra hai cái lớp này mình bỏ, mình coi thử coi cái mặt kính nó có đỡ hơn không. Tại vì cái mặt sau này thì mình đã sơn màu trắng rồi ha, mặt sau đó là mình sơn màu trắng hết luôn. Thì nếu mà sơn màu trắng đó thì mình phải nhìn vô đây nó phải thiệt là trắng y như cái vách này nè ha, nhưng mà ngược lại vô đây thì nó nhìn mờ mờ là nó bởi hai cái lớp này nó chặn lại. Ok, đó thì tí nữa mình sẽ làm video này xong mình sẽ ấy sao, tại vì mình sợ là mình tại đây nó cũng giống như một tác phẩm rồi, mà mình lấy đồ chơi mình chơi tiếp nữa thì có thể là nó banh là mình không có quay được video này luôn ha, và phải chờ qua một ngày khác nữa. Mà mình vọc thì cái video này tính ra là cũng mất cả ngày chứ không ít đâu ha. Đi ra đi vô lấy cái này lấy cái kia rồi sơn rồi dán keo, sơn xong rồi phải chậm lại mấy cái sơn mình sơn, cái bụi bụi sơn á nó bay qua những chỗ khác đó, hột 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 mình thấy cũng không vừa ý, rồi cũng lấy dao lam cạo. Đó, cạo từ từ rồi cạo tới đâu rồi chùi tới đó, nói chung cũng chua lắm. Ok, làm này thì đơn giản nhưng mà khi mình làm nhiều rồi, mới làm lần đầu tiên đó thì mình mới thấy nó hơi cực một chút, nhưng mà làm xong rồi thì mình mới biết là đó nó là như vậy ha. Đây mình viết thử, viết một câu tục ngữ của mình ha, chơi để tí mình xóa coi thì nó như thế nào. Hạnh phúc rất dễ kiếm tìm ha. Ok. Hạnh phúc. Rất dễ kiếm tìm. Lâu lâu rồi viết chữ rồi viết mà đứng đứng ngang ngang cũng khó lắm chứ không dễ đâu ha. Hạnh phúc rất dễ kiếm tìm. 5 đô cũng đủ một chai rượu đầy.
5 đô cũng đủ. Một chai rượu đầy. Chấm than một cái. Đây là tự tay mình làm ký hiệu logo. Tại vì những cái người nước ngoài, những người Mỹ, người Anh, Pháp, Đức, Úc, Ý gì đó, người ta hay dùng cái từ là DIY ha. DIY nghĩa nó là do it yourself. Tự tay mình làm, tự tay mày làm ha. Đó, thì cái nghĩa của Việt Nam mình là không có từ nào xác thực bằng cái chữ đó. Mình tìm ra bốn cái chữ này là thích hợp nhất, là tự tay mình làm hay là tự tay mày làm ha. Đó, chứ không có còn cái chữ nào hay hơn chữ này. Và mình chọn cái đó để làm cái logo của mình ha. TTML, tự tay mình làm, hay tự tay mi làm, tự tay mày làm, tự tay mình làm ha. Rồi, hạnh phúc rất dễ kiếm tìm, 5 đô cũng đủ, một chai rượu đầy. Ok, rồi bây giờ mình viết xong rồi mình xóa. Đây, dùng cái khăn giải ướt ha, mình xóa chị em thấy nó đã ha. Đó, rất là dễ ha. Không có bay bụi cái gì hết, dễ làm ha. Đó, này nếu mà ông cha Tường chữa bệnh ung thư mà có thấy cái video này thì kêu bạn nào đó đi mua một tấm ấy ha, mua một tấm kính đó, về cắt xong làm cái khung gì nè, rồi lấy mua cái cây viết marker, cái loại mà để ấy xong rồi xóa đó, đó viết cho nó dễ ha. Chứ mình mỗi lần coi video thấy cha Tường viết ba cái phấn á, cái phấn làm bằng thạch cao hoặc là xây mấy cái miếng sò đồ này ra, hay là vôi rồi đó, đá vôi rồi đó, thì mấy cái đó viết rồi phấn nó bể, nó rất lung tung hết á, mà nó không có rõ nữa. Rồi cái chữ viết á, cái viết á, cái bụi trong quá trình mình viết rồi mình lau chùi á, cái bụi nó bay nó rất vô, hít vô trong mũi mình, cũng là bị ung thư đường phổi chứ không phải chơi đâu ha. Đó, cho nên là mình cũng lấy cái ý đó mình làm ra cái, mình chế cái tấm bảng này ha, bằng cái màn hình của tivi. Màn hình tivi hư rồi mình hư nhiều lắm, nhưng mà nhiều cái đồ phạt nó mắc tiền quá, mình không có mua để mình sửa cái sửa đó, cho nên là mình tháo ra mình dùng để làm mấy cái đồ phụ tùng thay qua những cái tivi khác nếu mà có hư. Thì khá gì vào màn hình thì mình lấy để mình đồ chơi. Thì đó là mình làm tấm bảng vừa rồi đó ha. Ok, thì anh chị em nào muốn thích làm tấm bảng để mình làm cái video mình muốn giới thiệu về cái gì, hoặc là giải nghĩa giải thích cái gì đó, lấy cái mua cái viết đó mình viết lên ha, viết lên xong lấy cái khăn ướt á đúng rồi để đây xóa thôi, hoặc là cái dễ là bảng cái loại mà làm bằng form á ha. Cái này mua cái viết nào mà nó có cái chữ để mà erase này nè ha. Đó, đó, easy erasing ha, tức là dễ lau chùi, dễ tẩy xóa ha. Ok, rồi chứ đừng có mua cái viết kia nha, cái viết mà nó đề permanent là cái viết mà viết viết vô vĩnh viễn không có xóa được á, viết là viết luôn không xóa được á, thì mấy cái đó xóa cũng được nhưng mà nó còn dính lại đó, nó dính lại lấm đớm chùi nó không có sạch. Thì mấy cái đó thì mình phải dùng cái alcohol hoặc là thinner hay là aceton đồ này kia, mấy cái đó chùi thì nó độc hại ha, mấy cái chemical đó, mấy cái đó chắc nó mình hít vô nó lại độc hại nữa. Nên tốt nhất là mình thấy cái viết này là viết không có nghe mùi gì hết ha, mà trong đó nó cũng nói là không có độc tố, không có những cái chất gây độc á ha. Mình viết xong mình xóa gì cho nó đơn giản. Ok, đây là cũng coi như là một tác phẩm đi ha. Rồi, hẹn gặp anh chị em những video sau nha. Bye bye.